Lo. Bà con nghe đây. Từ ngày 1 tây tháng 10 là một số vùng được chỉ thị 19, nhưng vẫn còn một số vùng chỉ thị 16. Những vùng mà đang có chỉ thị 16 cố gắng thực hiện phòng chống dịch. Còn những nơi đang chỉ thị 19 nghe rõ, tuân thủ 5K, đừng có thấy gỡ chốt và xách lồn xách cặt đi chơi, không đàn đúm nhậu nhẹt tụ tập, đánh bài đá gà, số đề vân vân và vân vân. Khuyến cáo bà con từ ngoài đường trở về nhà, nhớ rửa tay bằng cồn hoặc là rượu cồn cũng được. Bởi vì hiện tại đang gỡ chốt, một số thanh niên sẽ đi gặp người yêu, móc cái này móc cái kia không biết, nhưng mà bỏ lại lỗ mũi hửi là sẽ bị dính COVID.